bốn chín phẩm bất thối truyền lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát bất thối truyền có hạnh gì có trạng gì có tướng gì chúng con làm sao biết là đại bồ tát bất thối truyền phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát có khả năng biết như thật các bậc phàm phu các bậc thanh văn các bậc độc giác các bậc bồ tát các bậc như lai trong chân như của các pháp các bậc như thế không đổi khác không phân biệt đều không hai không hai phần đại bồ tát ấy tuy như thật ngộ nhập chân như của các pháp nhưng đối với chân như của các pháp không có sự phân biệt vì dùng vô sở đắc làm phương tiện nên đại bồ tát ấy đã như thật ngộ nhập chân như của các pháp rồi. Tuy nghe chân như cùng với tất cả pháp không hai không khác, nhưng không nghi ngờ vướng mắc. Vì sao? Vì chân như cùng tất cả pháp chẳng thể nói một hoặc khác, cùng hay chẳng cùng đại bồ tát ấy phát ra lời nói không bao giờ khinh suất những lời nói ra đều mang ý nghĩa lợi ích nếu không có ý nghĩa lợi ích thì chẳng bao giờ nói đại bồ tát ấy chẳng quán xem sự tốt xấu trường đoàn của người khác mà bình đẳng thương yêu vì họ nói pháp này thiện hiện đại bồ tát bất thối truyền có các hành trạng tướng như thế nên theo các hành trạng tướng như thế biết là đại bồ tát bất thối truyền cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn lại căn cứ vào hành nào trạng nào tướng nào để biết là đại bồ tát bất thối chuyển phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát có khả năng quán tất cả pháp là không hành không trạng không tướng thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp là không hành không trạng không tướng thì đại bồ tát ấy đối với pháp nào thối truyền mà gọi là bất thối truyền phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với sắc thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì đối với thọ tưởng hành thức thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì sao này thiện hiện vì tự tánh của sắc không sở hữu, tự tánh của thọ tưởng hành thức cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối truyền này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với nhãn xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì sao này thiện hiện vì tự tánh của nhãn xứ không sở hữu, tự tánh của nhĩ tý thể thân ý xứ cũng không sở hữu, đại Bồ Tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với sắc xứ thối chuyển nên gọi là bất thối truyền, vì đối với thanh hương vị xúc pháp xứ thối truyền nên gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Này thiện hiện vì tự tánh của sắc xứ không sở hữu, tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không sở hữu, đại Bồ Tát nào chẳng an trụ trong đó, thì gọi là thối truyền.